Ngày 25 tháng 5, Đảng ủy Phường Ngô Quyền tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Phường lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Đặng Đình Hoan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố dự và chỉ đạo hội nghị. Qua hơn 2 năm thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Phường Ngô Quyền, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng Bộ và Nhân dân Phường Ngô Quyền đã nỗ lực cố gắng, đổi mới công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành 15 trên 16 mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Phường lần thứ 12 đề ra. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, quản lý trật tự đô thị có chuyển biến mạnh mẽ, chất lượng giáo dục đào tạo được nâng lên, cải cách hành chính được đẩy mạnh, công tác xây dựng đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc có nhiều đổi mới, hệ thống chính trị ở tổ dân phố được củng cố. Từ nay đến hết nhiệm kỳ, Đảng Bộ Phường Ngô Quyền tập trung vào các nhiệm vụ giải pháp xây dựng các chương trình kế hoạch cụ thể hóa các chỉ thị nghị quyết của các cấp ủy đảng thiết thực phù hợp với tình hình địa phương xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra giám sát, đồ mới nâng cao hiệu quả công tác dân vận chính quyền, hoàn thành các chỉ tiêu trên các lĩnh vực đã đề ra. Nhân dịp này có 4 tập thể 15 cá nhân được Đảng ủy phường Ngô Quyền khen thưởng về thành tích xuất sắc trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Bộ Phường, nhiệm kỳ 2020-2025. Cũng tại hội nghị, Đảng ủy phường Ngô Quyền đã trao giải nhất nhì ba cho các cá nhân đạt giải trong cuộc thi Bí thư tri bộ giỏi phường Ngô Quyền năm 2023.